xem chuyến bay của mình ở cửa sở, ở quầy số mấy nè. Mình sẽ làm tục ở đảo F. Anh xin chào các bạn, Jibip đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và hôm nay thì Jibip sẽ bay vẫn là đi Hàn Quốc, nhưng mà với một cái hãng không mà Jibip tin chắc rằng rất nhiều bạn muốn xem review của hãng này, đó là Cathay Pacific. Ở bây giờ thì Jibip đến đảo F để làm thủ tục đây. Bây giờ thì Jibip đã làm thủ tục xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào phòng chờ nha. Hôm nay sẽ vào phòng chờ Le Saguenay, bệnh quốc tế. Lần đầu tiên vào đây luôn các bạn. Mặc dù đã vào phòng chờ Le Saguenay ở ga quốc nội nhiều lần, nhưng ở ga quốc tế thì đây là lần đầu tiên Trivip vào phòng chờ mang một nét độc đáo riêng này. Không gian phòng chờ nổi bật với những mẫu áo dài được trình bày rất trang trọng. Và ngoài ra phòng chờ còn có một góc nhìn thoáng đãng ra đường băng và sân đổ, phù hợp cho những bạn nào mê ngắm và chụp ảnh máy bay nhé. Lúc này là buổi sáng, không khí tại sân bay rất tấp nập nên có rất nhiều các máy bay qua lại để ngắm và chụp ảnh. Quay trở lại với dịch vụ phòng chờ Le Saguenay, để xem độ đa dạng ở phòng chờ Le Saguenay ga quốc tế có khác gì với ga nội địa không nhé. Và điểm khác biệt đầu tiên đó là nhiều món hơn, các món đa dạng từ món nóng, món ăn nhẹ cho đến món bánh canh thịt heo. Như mọi lần thì Travis vẫn rất thích món bánh canh ở phòng chờ Le Saguenay. Ngoài ra, các món tráng miệng, trái cây và thức uống khác cũng rất là đa dạng. Travis lấy cho mình một phần salad, một tô bánh canh và hai đĩa đồ ăn nhẹ cùng thạch và bánh flan tráng miệng. Và có một thông tin thêm là phòng chờ này cũng có buồng tắm riêng nếu bạn có nhu cầu nhé. Và bây giờ, máy bay của Cathay Pacific từ Hồng Kông đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay Travis sẽ bay với tàu bay Boeing 777-300ER này. Mặc dù đã xem trước thông tin về cấu hình sắp ghế của loại tàu bay này, nhưng mà Travis vẫn hồi hộp muốn tận mắt xem bên trong khoang như thế nào. Đây là lần đầu tiên Travis đi với Cathay Pacific và đây cũng là hãng hàng không mà khá nhiều bạn khán giả yêu cầu đi bay trải nghiệm. Nào, bây giờ các bạn cùng lên máy bay với Travis nhé. Travis đã có thể lên máy bay cho chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hồng Kông, thẻ mời vào phòng chờ ở sân bay Hồng Kông và thẻ lên máy bay cho chặng tiếp theo từ Hồng Kông đi Incheon. Bây giờ thì đến giờ khởi hành rồi. Thì hôm nay cửa khởi hành có thay đổi sang cửa số 19. Thế thì bây giờ mình ra cửa khởi hành thôi. Quá trình lên máy bay bắt đầu, có hai làn để xếp hàng. Làn bên phải dành cho khách hạng phổ thông, làn bên trái dành cho hạng thương gia và hành khách có thẻ hạng kim cương, vàng và bạc của chương trình khách bay thường xuyên Marco Polo Club. Tuy là làn ưu tiên nhưng cũng khá đông hành khách xếp hàng. Có vẻ như chuyến bay hôm nay đầy khách, kể cả khoang hạng thương gia. Về cấu hình sắp ghế, tàu bay Boeing 777-300ER này của Cathay Pacific khai thác 4 hạng ghế. Đầu tiên là khoang hạng nhất với 6 ghế được bố trí theo cấu hình là 111 với các buồng mở hay open suite rộng rãi. Tiếp theo là khoang hạng thương gia với 53 ghế xếp chéo dạng xương cá được bố trí theo cấu hình là 121. Và thực sự ngạc nhiên là tàu bay này có tới 53 ghế hạng thương gia và hai khoang hạng cao cấp hạng nhất hạng thương gia kéo dài đến tận giữa thân máy bay. Ngạc nhiên hơn nữa là trên chuyến bay này, khoang hạng thương gia đầy khách. Tại một ghế ngồi, gối đã được để sẵn, chăn sẽ được các tiếp viên cung cấp nếu bạn có nhu cầu. Khu vực mỗi ghế ngồi rộng rãi với ngăn để vật dụng cá nhân. Riêng ngăn này, các bạn không được để đồ trong quá trình máy bay lăn, cất và hạ cánh nhé. Ngăn để tạp chí được thiết kế gọn, vừa tầm với. Khu vực ghế ngồi cũng có bộ điều khiển hệ thống giải trí với màn hình nhỏ hiển thị thông tin chuyến bay, dễ quan sát mà không cần phải mở màn hình lớn. Cổng cắm sạc USB, ổ cắm điện thông thường cũng có sẵn. Các nút điều chỉnh tư thế ghế giúp bạn lựa chọn tư thế thoải mái nhất cho mình và có cả chế độ có sẵn như nằm phẳng 180 độ, dựng ghế thẳng đứng khi máy bay lăn cất và hạ cánh. Đèn đọc sách cá nhân cũng có nhiều mức độ ánh sáng để điều chỉnh. Tay ghế cũng có thể điều chỉnh lên xuống như thế này để linh động trong việc ra vào ghế, không bị vướng víu.
màn hình cá nhân cảm ứng cỡ lớn có thể thu gọn hoặc mở ra tiện lợi. Ngoài ra, máy bay còn có 34 ghế hạng phổ thông cao cấp với bố trí ghế 242 và 201 ghế hạng phổ thông với bố trí ghế 343. Trước chuyến bay, hành khách hạng thương gia được phục vụ khăn vải ấm, thức uống chào mừng. Có nhiều lựa chọn như là nước cam, nước táo, rượu vang, thức uống sáng tạo của Cathay Pacific. Travis thì chọn nước cam. Và trên màn hình lúc này cũng phát video hướng dẫn an toàn và máy bay bắt đầu lăn ra đường băng để cất cánh. Bây giờ thì máy bay đã bay bằng, thử xem trong túi ghế có gì nhé. Ngoài túi nôn và tờ hướng dẫn an toàn thì còn có danh mục bán hàng miễn thuế trên chuyến bay và tờ tạp chí trên chuyến bay của Cathay Pacific với nhiều bài viết về du lịch, ẩm thực cũng như thông tin về mạng bay của Cathay Pacific. Cathay Pacific lúc này cũng bắt đầu đi phát thực đơn bữa trưa để khách có lựa chọn trước đồ ăn. Của menu được thiết kế cẩn thận với đường chỉ đỏ, tạo nên sự tinh tế cho hãng thương gia. Và đây là chu kỳ thực đơn cho tháng 12 năm 2019 của hãng thương gia. Có 3 lựa chọn cho món chính là gà, cá và thịt heo. Lát nữa Travis sẽ nói chi tiết về các món ăn sau nhé. Thực đơn của hãng thương gia cũng có các loại rượu, cocktail, nước trái cây và các loại nước giải khát khác cùng trà và cà phê. Trong lúc đợi tiếp viên phục vụ bữa ăn thì Travis khám phá hệ thống giải trí trên máy bay. Hệ thống giải trí có kho phim, nhạc đa dạng, có cả game nữa. Và bộ điều khiển giải trí giúp điều khiển dễ dàng hơn hoặc là dùng để chơi game. Và trong hộp nhỏ tại khu vực ghế ngồi có chỗ để tai nghe chống ồn. À quên, mà trong hộp này có một tấm gương nhỏ nữa trông rất là xinh nhé. Và tai nghe chống ồn thì chất lượng rất là ổn, âm thanh nghe rõ và nhất là chống được tiếng ồn trong khoang máy bay khi đang bay. Lúc này, KTV bắt đầu phục vụ bữa trưa cho hành khách. Một khay ăn với món khai vị được đưa ra trước. Các loại bánh mì cũng được đưa ra để khách lựa chọn ăn kèm với bơ có sẵn trên khay. Tất nhiên Travis vẫn không thể bỏ qua món bánh mì bơ tỏi và bánh mì tròn. Món khai vị là salad gà quay với bưởi và bắp cải. Ngoài ra phần khai vị này còn có tôm nướng sả trông rất là hấp dẫn nữa. Và trên khay ăn cũng có sẵn khăn ướt và bộ dụng cụ ăn được quấn trong khăn ăn lịch sự. Cùng lúc đó thì tiếp viên cũng đưa ra ly nước Cathay Delight mà Travis yêu cầu trước đó. Thức uống này bao gồm nước kiwi, nước cốt dừa và lá bạc hà. Uống cũng rất là lạ miệng. Travis khởi đầu bữa trưa với các loại bánh mì. Xưa nay Travis vẫn chỉ thích bánh mì bơ tỏi trên máy bay vì dễ ăn, thơm và giòn. Còn bánh mì tròn thì cũng mềm, dễ ăn, dùng cùng với bơ thì rất là tuyệt. Tuy nhiên Travis lại không thích các loại bánh mì có kèm các loại hạt cho lắm. Tiếp theo là món salad gà quay. Đây là một món kết hợp thú vị giữa thịt gà, tôm nướng sả và salad bưởi cùng bắp cải. Khá là thú vị. Khẩu phần cho món salad này cũng rất đầy đặn.
Nếu bạn là người không ăn được nhiều thức ăn cho một bữa thì riêng việc ăn bánh mì và món salad này thôi cũng đủ ngang bụng rồi. Món chính được đưa ra sau khi cho bếp dùng xong khai vị. Đó là gà chân với lạp xưởng, nấm cùng rau cải, cà rốt, ăn với cơm gà. Để dùng phần cơm này, tiếp viên đưa ra cho Travis một đôi đũa được bọc trong bao giấy sạch sẽ. Và đáng lưu ý, đây là loại đũa bình thường mà chúng ta hay ăn ở nhà, chứ không phải loại đũa dùng một lần, vừa ngắn, vừa không thân thiện với môi trường. Dùng đũa dài cũng dễ cắp hơn nữa. Phần thịt gà này cũng rất là vừa miệng luôn, và ngồi thưởng thức chậm rãi với cơm gà thì không còn gì để chê. Nhìn phần ăn nhỏ vậy thôi chứ rất là đầy đặn. Phần ăn này có thể dùng chung với cả gói tương ớt kiểu Quế Lâm, nhưng Travis thấy món này đã đủ ngon và vừa miệng rồi nên không dùng đến. Một lựa chọn khác cho món chính mà người đi cùng Travis lựa chọn đó là cơm thịt heo quay sả ớt cùng rau củ. Kết thúc bữa trưa đầy đủ là món kem tráng miệng. Hành khắc được chọn giữa kem Häagen-Dazs vị vani, dâu hay sô-cô-la Bỉ. Travis thì chọn kem vị sô-cô-la. Và các thức uống nóng khác bao gồm các loại trà của thương hiệu Ching và cà phê Illy cũng được phục vụ. Và Travis đã chọn cà phê. Còn đây là bên trong buồng vệ sinh của khoang hạng thương gia, rất sạch sẽ và thơm tho, có cả gương đứng để hành khách soi trang phục nữa. Các loại giấy để lót ngồi, giấy vệ sinh, giấy lau tay, lau mặt đều có đủ, cùng các loại mỹ phẩm như kem thoa hay nước rửa tay. Ăn uống xong thì vẫn còn dư dả thời gian, Travis lại cảm thấy mệt sau khi no căng bụng. Đúng là căng da bụng, trùng da mắt. Thôi thì bấm nút hạ ghế thành giường phẳng nằm nghỉ ngơi vậy. Vì không thấy lạnh nên Travis cũng không yêu cầu chăn từ tiếp viên. Ghế giường phẳng này rất thích hợp cho các chuyến bay đường trung và đường dài. Tuy nhiên bay đường ngắn mà nằm nghỉ ngơi thoải mái vậy thì cũng thích. Nằm một lúc thì Travis nâng ghế dậy ở tư thế thư giãn để đọc chút tạp chí cũng như thưởng thức hệ thống giải trí. Lúc này trên màn hình cũng cập nhật thông tin về chuyến bay cũng như thông tin cửa khởi hành của chuyến bay nối chuyến của các hành khách đang đi trên chuyến bay này. Còn đây là thông tin chuyến tiếp theo của Travis, chuyến CX-416 đi Hàn Quốc, khởi hành lúc 16:40 ở cửa số 8 và khu vực chuyển tiếp E1. Lúc này thì máy bay bắt đầu tiếp cận sân bay Hồng Kông. Một cảm giác thật là hồi hộp vì đây là lần đầu tiên Travis đi Cathay Pacific và tất nhiên cũng là lần đầu tiên đến sân bay Hồng Kông. Những tòa nhà cao tầng của Hồng Kông bắt đầu xuất hiện dưới cánh máy bay. Xin chào Hồng Kông. Bây giờ thì Travis đã hạ cánh xuống Hồng Kông rồi, và việc tiếp theo nữa là mình đi qua khu vực chuyển tiếp để chờ chuyến bay tiếp theo đi Incheon.
Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm cái cổng ra số 8 của chuyến bay tiếp theo đi Incheon. Đây, cuối cùng là cũng đã làm thủ tục chuyển tiếp xong. Hôm nay thì nói chung là hơi đông, và cái chỗ mà từ cái cổng mà đi ra cái chỗ mà để transfer nó cũng xa luôn, thành ra là đi mãi đến nơi. Nhưng mà bây giờ còn một chút thời gian thì hy vọng là vào phòng chờ kịp để review cho các bạn nha. Wow, ánh nắng chiều quá đẹp các bạn ơi. Xem đây có món gì nha. Đậu, cơm, nùi, súp và rất nhiều loại trái cây. Đây có các loại trà, cà phê, nước uống, nước trái cây, các loại nước uống khác, bia rượu, sữa chua, sandwich thịt nguội, salad. Ở đây là có một cái quầy đồ ăn nữa nè. Nói chung là cái quầy đồ ăn nó rải rác khắp nơi để mọi người tiện, người dễ lấy thôi, chứ không có gì hết. Đây, ăn miếng sandwich nhẹ nhẹ thôi, tại vì lát nữa mới bay hạng thương gia, sẽ còn rất nhiều món để ăn. Đấy, còn đây là góc nhìn ra một phần của sân bay nè. Đây, sân bay Hồng Kông rất là nhiều hàng quán, các cửa hàng bán đồ mỹ phẩm xa xỉ, không thiếu cái gì luôn, mà nó rộng khủng khiếp luôn. Oh my god, đi bộ muốn mỏi chân rụng chân luôn đó. Đấy, rất là tấp nập. Hôm nọ các bạn nào hỏi là qua cảnh Hồng Kông thời điểm này an toàn không, thì là đây cho bạn xem nha, bình thường hết, không vấn đề gì hết, vui như hội luôn. Đây, gần đến cửa số 8 của mình rồi. Rồi phòng chờ, Travis bắt đầu lên máy bay. Hành khách hạng thương gia và khách có các thẻ hạng cao cấp được mời lên máy bay trước. Ống lồng được chia ra làm hai hướng, một hướng dành cho hạng thương gia, một hướng dành cho hạng phổ thông. Tàu bay khai thác cho chuyến bay hôm nay là Airbus A330-300 với 39 ghế hạng thương gia được sắp theo dạng xương cá, với bố trí ghế 121 như trên Boeing 777-300ER mà Travis vừa đi chuyến trước. Ngoài ra, tàu bay này còn có 223 ghế hạng phổ thông với cấu hình sắp ghế 242. Về thiết kế ghế thì không có gì khác ghế hạng thương gia trên Boeing 777-300ER trên chuyến trước, nhưng lần này Travis phát hiện ra hộc để giày nhờ sự hướng dẫn của các tiếp viên. Ghế ngồi cũng rộng rãi và có nhiều hộc để đồ. As we about to close our cabin door for departure, with the home ground personnel, please leave the aircraft now. Thank you. Trước chuyến bay, hành khách cũng được mời thức uống chào mừng với nhiều lựa chọn như rượu vang, nước cam, nước táo hoặc thức uống sáng tạo của Cathay Pacific là Cathay Delight. Travis chọn nước cam. Trên màn hình cá nhân cũng bắt đầu phát hướng dẫn an toàn bay. Khoảng thời gian máy bay lăn ra đường băng để cất cánh cũng là lúc Travis tranh thủ ngắm máy bay, vì thời gian quá cảnh lần này hơi ngắn, chưa đủ để ngồi chụp máy bay. Hẹn chuyến về, khi Travis quá cảnh hơn 4 tiếng sẽ có nhiều thời gian hơn. Bây giờ máy bay đã cất cánh, bên dưới các bạn có thể nhìn thấy cây cầu xuyên biển nối Hồng Kông, Chu Hải và Macau. Đây là một hệ thống cầu và đường hầm dài 55 km với cầu dây văng, cầu kè và đường hầm dưới biển, được khởi công xây dựng năm 2009 và khánh thành năm 2018, tức mới năm ngoái thôi. Bây giờ máy bay đã bay bằng, Travis bấm nút nâng tấm đỡ chân ngồi cho đỡ mỏi. Các tiếp viên đi phát thực đơn để hành khách tìm hiểu trước các món. Có 3 lựa chọn cho món chính là cơm gà, cá khoai tây và cơm trộn bibimbap kiểu Hàn Quốc. Travis nghĩ ngay trong đầu là mình sẽ thử món cơm trộn bibimbap trên chuyến bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ từ Hồng Kông đi Incheon này. Cũng như chuyến trước, các loại thức uống trên chuyến bay cực kỳ đa dạng, từ nước chảy khát, nước trái cây, rượu, cocktail, các thức uống sáng tạo riêng của Cathay Pacific, trà và cà phê.
các tiếp viên cũng đi phát tờ khai nhập cảnh và tờ khai hải quan vào Hàn Quốc. Trong lúc đợi bữa ăn được phục vụ thì trẻ VIP tranh thủ điền tờ khai. Trước bữa ăn, hành khách cũng được phục vụ các loại hạt rang và thức uống. Trẻ VIP chọn nước dừa. Các tiếp viên cũng bắt đầu đi lấy yêu cầu về món ăn. Chuyến bay hôm nay có vẻ như quan hệ thương gia cũng đầy khách. Khăn bàn đã được trải, bữa tối bắt đầu được phục vụ. Khay ăn được bưng ra với salad cùng với nước sốt trộn ô liu, bơ, bánh mì các loại theo yêu cầu của khách. Vẫn là bánh mì tròn và bánh mì bơ tỏi. Về thức uống thì trẻ VIP chọn nước cam. Món khai vị hoành tráng là xoài điệp với salad trái cây. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi. Và sau khi khởi đầu bữa tối với các loại bánh mì, trẻ VIP tiếp tục với salad trộn với nước sốt. Có vẻ như chuyến bay này sẽ được phục vụ nhiều đồ ăn hơn do bay lâu hơn chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hồng Kông. Và sau khi ăn vài miếng salad, trẻ VIP tiếp tục với món khai vị sò điệp cùng salad trái cây. Món khai vị với 3 miếng sò điệp to, cắn vào là thấy ngập răng rồi. Và sò điệp được tẩm ướp rất là vừa miệng nha. Một sự khởi đầu nhẹ nhàng trước khi sang món chính. Và khi hành khách kết thúc món khai vị, các tiếp viên tiếp tục phục vụ món chính. Người đi cùng trẻ VIP chọn món cá tuyết đại Tây Dương với thị là, bí đỏ và khoai tây nghiền. Trông khá hấp dẫn với khay ăn đầy đặn. Còn trẻ VIP chọn cơm trộn bibimbap vì chuyến trước đã ăn gà rồi. Món này được phục vụ với một tô đầy các món để trộn như là nấm, giá, cà rốt, dưa chuột, rau và thịt bò băm. Đi kèm là một phần cơm trắng đã được làm nóng và một tiếp tương ớt Hàn Quốc để trộn với cơm. Và bây giờ là công đoạn trộn cơm. Nói thật với các bạn luôn là sau khi trộn vào thì đây là một tô cơm rất to và ăn xong là no căng bụng luôn. Tuy nhiên, cơm trộn này lại rất là ngon nhé. Đây là lần đầu tiên trẻ VIP ăn cơm trộn bibimbap trên máy bay. Đây cũng là một trong những món Hàn Quốc mà trẻ VIP rất thích. Ăn chưa xong nhưng các tiếp viên đã bắt đầu sang giai đoạn phục vụ phô mai và trái cây rồi. Cái này là do trẻ VIP thôi, là vì mình vừa ăn, vừa chụp, vừa quay nên rất mất thời gian. Tuy nhiên, các tiếp viên lại rất chu đáo và nói là trẻ VIP cứ bình tĩnh mà thưởng thức món ăn, họ sẽ quay trở lại phục vụ sau. Và trẻ VIP đã yêu cầu một đĩa phô mai đủ các loại để chụp hình và quay phim cho đẹp, cùng một đĩa đủ loại trái cây. Vốn thích các loại phô mai nên phần ăn các loại phô mai này cũng rất là thú vị. Tự nhiên cảm thấy mình thích nhiều món ghê, rất dễ thỏa mãn với các món ăn các bạn ạ. Còn đĩa trái cây thì tươi ngon, nổi bật với một trái dâu đỏ. Tuy nhiên, bữa ăn chưa kết thúc tại đây, chuyến bay 3 tiếng thôi mà khách hàng thương gia được phục vụ quá trời luôn. Món cuối cùng là kem tráng miệng, trẻ VIP chọn kem, các loại dâu cùng một tách trà đen nóng. Và sau bữa ăn thì hành khách cũng được phục vụ khăn vải ấm.
Cũng còn một lúc nữa máy bay mới hạ cánh. Trip tranh thủ hạ lưng ghế thành giường phẳng để nằm nghỉ ngơi, chứ ăn xong bữa tối là no căng bụng luôn rồi, mà căng da bụng thì trùng da mắt. Bây giờ thì máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Incheon. Nhiệt độ lúc này tại Incheon là khoảng -1°C, rất là lạnh. Travis tranh thủ lấy áo len để sẵn trong ba lô mặc vào trước. Trong ba lô còn có một áo khoác khác để nếu có ra ngoài trời thì mặc vào ngay. Kinh nghiệm khi đi du lịch là các bạn nên tìm hiểu thông tin về thời tiết ở điểm đến để chủ động mang theo đồ cùng đồ dùng cần thiết nhé. Bây giờ thì máy bay đã đáp xuống sân bay Incheon. Đây là lần thứ 6 Travis đặt chân đến Hàn Quốc và cũng là lần thứ 3 trong năm nay. Hàn Quốc là nơi mà càng đi càng thích, càng đi càng phát hiện ra những điều thú vị và lạ lẫm. Giờ đến sân bay Incheon rồi, tiếp theo là thủ tục nhập cảnh. Quá trình làm thủ tục thì hơi lâu một chút do giờ này đông khách xuống. Tuy nhiên so với lần trước thì đã nhanh hơn rồi. Còn bây giờ thì Travis đi lấy hành lý ra nhé. Rồi bây giờ thì Travis sẽ đón xe về Myeongdong ở trung tâm Seoul. Thì cái xe này là xe buýt đi hết 15.000 won. Đấy, và đây là cái trải nghiệm rất là thú vị của Travis. Hai chặng bay với Cathay Pacific, quá cảnh tới Hồng Kông để đi Hàn Quốc, ăn uống quá trời luôn. Và nếu các bạn thích video này đừng quên cho Yêu Bay một subscribe và hãy like, share để ủng hộ các vlog của Yêu Bay nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Xuân lạnh quá, 1°C, thôi đi về.